quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đến Hội An mà không phải đường du lịch mà đường ẩm thực. Nhắc đến Hội An là chắc hẳn là quý vị cũng còn nhớ được rằng nơi đây có rất là nhiều những đèn lồng. Và những buổi tối trời thì đèn lồng được treo những con phố thì nhìn rất là lãng mạn. Và những ngôi nhà thì rất là cổ, phải thật là đẹp phải không quý vị? Và đặc biệt là món ăn ở đây thì cũng rất là đặc trưng, chẳng hạn như món mì Quảng này. Và một món ăn nữa xin mời quý vị hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức, đó là món cao lầu. Xin mời quý vị chúng ta cùng vào bếp nhé. Chào chị. Chào Bình. Chị có thể giới thiệu một chút về chị cho quý vị khán giả làm quen được không? Chị là Ngô Thanh Bình, chị là đầu bếp của quán Five Four phố Hoài. Và hôm nay là cái món cao lầu này mà biết là rất là nổi tiếng ở Hội An. Và nguyên vật liệu thì cũng khó đó, chứ không phải là dễ đâu phải không chị? Chị giới thiệu giùm Mai những nguyên vật liệu để chúng ta thực hiện món này với. Chúng ta làm món cao lầu Hội An là một đặc sản, cho nên là cái sợi mì gọi là mì cao lầu là chỉ có ở Hội An mới làm ra thôi. Còn các gia vị khác thì chúng ta có thể tìm được ở nơi khác. Và các loại rau của Hội An thì rất là đặc biệt. Và chị giới thiệu một cách chi tiết cho Mai những vật liệu với, không thôi là Mai sẽ quên mất. Món cao lầu chủ yếu là một món thịt, gọi là thịt xíu. Thịt xíu này là dùng là thịt đùi heo. Ngoài ra là chúng ta ướp vào đó những gia vị là tỏi, ngũ vị hương, nước tương, đường, tiêu, hạt nêm. Ngoài ra thì chúng ta cũng còn mấy nước dùng nữa phải không chị? Nước dùng này là để mình thêm vào trong quá trình mình xíu thịt. Thì nó khỏi bị cạn. Vậy bây giờ là nguyên vật liệu chúng ta cũng nắm được rồi, bây giờ xin mời chị hướng dẫn tiếp ha. Giờ cái cao lầu, cái miếng thịt đùi này là chúng ta cần phải ướp trong nửa tiếng hoặc là hơn nữa để cho gia vị nó thấm vào thịt. Ướp khoảng nửa tiếng. Để cho thịt nó thấm. Rồi vậy trong lúc có để đến thịt thấm thì mình sẽ làm cái gì tiếp đây chị? Bây giờ chúng ta rim xíu cái thịt này đi. Rồi. Rồi chúng ta để cho chảo nóng, rồi đổ dầu vào. Dầu cũng phải hơi nhiều chút xíu. Thì đừng ít quá thì sợ thịt nó bị cháy. Với một cục thịt xíu chị làm, để làm như vậy thì khoảng bao nhiêu người ăn chị ha? Cái này là chị làm nửa ký thì cũng nấu được khoảng 5 tô. 5 tô. 4-5 tô. Có thể chiên như vậy phải không chị? Mình chiên đầu tiên mình chiên cho vàng hai mặt, sau đó chúng ta sẽ đổ cái nước mà mình ướp nãy giờ vô nè, cái nước dùng này nè, rồi mình chung vặn nhỏ lửa rồi vặn nhỏ lửa để khoảng 40 phút trở qua trở lại cho thịt mềm. Bạn Mai thấy là đây chị chuẩn bị đây, nghĩa là Mai nhắc lại chúng ta cho dầu ăn này, để chúng ta chiên cái cục thịt, chiên miếng thịt này vàng thịt này, mặt cái đã hai mặt lên rồi. Xong rồi sau đó chúng ta sẽ cho cái nước ướp trộn chung vào và chúng ta sẽ rim như vậy để hơi lâu thì nó thấm nó mới ngon lâu không chị? Thấm. Sau khi rim thịt rồi nếu mà bị cạn nước thì chúng ta phải đổ thêm nước lèo nấu từ xương heo để vào cho nó, chúng ta phải bỏ chút xíu đường và gia vị chính á là nước tương chứ không có dùng nước mắm ha, ai nhớ cái điều đó. Thành ra mà thấy lúc chị ướp chị cũng ướp nước tương không thơm lắm chị, rất là thơm. Cái gia vị đặc biệt của nó là ngũ vị hương. Vậy ngũ vị hương đầu tiên chúng ta ướp là có rồi, khi chúng ta mà nêm nếm mình cuối cùng chúng ta vẫn phải có thêm một chút xíu và một chút hạt nêm. Vậy là cuối cùng là cái món này, cái khó là cái xíu chúng ta làm phải thật là ngon, và đặc biệt là cái mì. Nhưng mà hai cái công đoạn này mà xong thì món ăn của chúng ta, và đương nhiên nếu có rau thơm mà đúng Hội An nữa thì rất là thơm, gọi là làng Trà Quế đó mà. Rau của Trà Quế là đặc biệt thơm lắm. Rồi và bây giờ chị có thể đãi mấy ăn được chưa ạ? Thế cũng gần xong rồi nên đây. Mình cho ra tô đi nha. Rồi. Dưới mình để giá, giá sống thôi, sau khi mình trụng là nó mới chín lên. Rồi tới mì,
Và đương nhiên là có một cái nồi nước sôi sẵn đây. Đừng làm cho mai cô lớn luôn nha. Rồi ăn vậy ăn trưa luôn, khỏi về nhà ăn cơm nữa. Và chị có biết cái tên cao lầu này và cái món ăn này là xuất xứ ở đâu không chị? Cao lầu là một món mì đặc biệt của Hội An. Cái hương vị của nó thì chị thấy nó cũng có mùi vị Trung Hoa. Nhưng mà cái sợi, đặc biệt cái sợi mì cao lầu này này, thì nó lại giống y như một loại mì của Nhật Bản. Gọi là mì udon. Người Hội An thì lại khẳng định là đây là xuất phát từ Hội An. Đúng không chị? Đúng, xuất phát từ Hội An. Mì nóng chúng ta để thịt xíu lên trên. Chúng ta để hầm lá, ít cọng ngò. Rồi, chúng ta mới trang cái nước lèo này vào. Nước mì cao lầu. Và khi chúng ta ăn thì chúng tôi cũng ăn với xì dầu, với ớt chứ không phải nước mắm chị ha. Và một cái loại đặc biệt là tương ớt Hội An á mà. Thì nó mới cay lắm, mà thì rất là cay mà giống như kiểu cay. Sa tế phải không chị? Cay nhưng mà nó thơm, mùi cũng độc đáo lắm. Rồi và bây giờ thì khi chúng ta ăn thì chúng ta sẽ lấy rau sống ăn chung với lại các loại rau sống, các loại rau thơm. Mai bỏ thêm một chút tương ớt Hội An nè. Mai xem trong sách đó chị, thường thường là ở Hội An á, là người ta thành đạt hay là mấy có những cái chuyện ngày xưa đó, gia đình mà gặp may mắn hay thành đạt một cái gì đó là cả nhà cũng dắt đi ăn cao lầu. Nó giống như là một cái món tưởng thưởng gì đó vào thời xưa. Đó là món ăn của người thành thị đó. Khác với các món của người dân gian. Món này là thường thường là nhưng bán mà ngày ở hôm... những nhà hàng lớn hồi xưa đó. Đúng rồi, nhà hàng lớn ngày xưa đó. Nhưng mà hôm nay mày chẳng có đỗ đạt gì mà cũng được ăn món cao lầu. Mày thử trước đó. Nào, mày thấy sao? Lạ đúng không? Như chị nói sợi mì rất là ngon, không có mềm như bún. Đúng. Mà hơi dai, nó cũng hơi dai dai, sật sật. Đúng rồi. Mà cũng không hẳn giống như miến. Rất là lạ. Nhưng mà thấy nó dai hơn cái mì udon của Nhật một chút xíu. Nên là thấy cái... Mai đúng là một người sành ăn quá trời. Không phải tôi nhiều đầu bếp cho mày ăn nhiều món ngon đó thành ra. Bây giờ rồi mới thử để cái lại cái thịt một chút. Đậm đà. Đúng rồi. Tại vì chị mình đã ướp trước rồi để cả nửa tiếng rồi sau đó là còn riu riu hết 40 phút nữa. Thành ra mới thích cái thịt đậm đà mà đặc biệt là chị lựa nữa cho nó là ít mỡ. Ăn cái này cũng đỡ cholesterol chứ không có nhìn ngán chết. Và rất là thơm, cảm ơn chị. Một cái món ăn mà quá có ý nghĩa vì mai cũng đã được nghe rất là nhiều và hôm nay mới được thưởng thức đây. Món cao lầu. Lần đầu tiên mai mới dùng thử. Dạ, lần đầu tiên đó chị.